Giá cà phê hôm nay, ngày 12 tháng 5, Arabica tăng cực mạnh, trong nước thêm 1.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 12 tháng 5 trong khoảng 40.500 đến 41.100 đồng mỗi kg. Sau 3 phiên giảm liên tiếp, thị trường cà phê thế giới đã đồng loạt tăng mạnh. Sàn New York có phiên tăng cực mạnh. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.000 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.000 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 40.900 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng mỗi kg, chư prong. Ở Pleiku và Lager giãi cùng giá 40.900 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước tăng mạnh 1.000 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 tăng 69 USD mỗi tấn ở mức 2.078 USD mỗi tấn giao tháng 9 năm 2022 tăng 67 USD mỗi tấn ở mức 2080 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 tăng 16,1 CLB ở mức 219,9 CLB, giao tháng 9 năm 2022 tăng 16 CLB ở mức 219,8 CLB. Sau ba phiên giảm liên tiếp và xuống gần ngưỡng nguy hiểm, thị trường cà phê thế giới đã đồng loạt tăng mạnh. Sàn New York có phiên tăng cực mạnh, nguyên nhân được cho là do các sàn đã bán mạnh trước đó mua vào khi giá ở gần ngưỡng nguy hiểm. Thị trường còn được hỗ trợ bởi thông tin sương giá ở Brazil, khi mà các yếu tố tỷ giá USD, cuộc chiến đông Âu hay trì trệ của lo đã trở nên quá nhàm, thì thông tin thời tiết chính là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến cà phê trên cả hai sàn. Ngoài ra, xu hướng cho thấy lạm phát của Mỹ đang giảm nhẹ cũng giúp giá cà phê phục hồi. Với thị trường trong nước từ đầu tuần giá cà phê thế giới giảm mạnh kéo theo thị trường đi xuống, nhiều thương nhân nội địa cho biết, họ không thể bán cà phê ra vào lúc này do mức giá đã quá thấp, trong khi với nhà nông thì giá cả phân bón vật tư hiện vẫn quá cao. Tổng cục Hải quan báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong 4 đạt 157.451 tấn, tương đương 2 triệu 624.183 bao, bao 60 kg, giảm 25,38% so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt tổng cộng 739.046 tấn, khoảng 12,32 triệu bao tăng 26,34 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân xuất khẩu tăng mạnh là do những tháng đầu năm ngoái phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 5 giảm 1.000 đồng mỗi kg, ngành tiêu đang đối mặt năm khó khăn. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 5 trong khoảng 74.500 đến 77.500 đồng mỗi kg. Giá hồ tiêu toàn cầu trong những tháng qua không cho thấy sự dao động lớn, mặc dù sản lượng dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 75.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 74.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 76.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm hôm qua. Theo các phán đoán lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó giá hồ tiêu toàn cầu trong những tháng qua không cho thấy sự dao động lớn. Mặc dù sản lượng dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022, theo IPC, chủ yếu giảm từ Việt Nam và Ấn Độ. Xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu của các quốc gia sản xuất trong năm 2021 ước tính đạt 475.889 tấn, giảm khoảng 4% so với với năm 2020 thay vì giảm 9% so với dự báo trước đó. Theo báo cáo mới đây nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Tây Nguyên, ngành hồ tiêu tại vùng trồng trọng điểm cũng đang đối mặt khó khăn nhất định, trong đó giống không đảm bảo chất lượng, không có trung tâm nghiên cứu giống mới, cung cấp giống sạch bệnh trong khi tiêu là cây trồng dễ mẫn cảm với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng. Một bộ phận nông dân vẫn chưa thay đổi nhận thức, có thể tăng cường sử dụng hóa học để thúc đẩy năng suất trong bối cảnh giá tăng giá thấp trong thời gian qua khiến nông dân mất khả năng tài chính trong khi tình trạng xuất đất diễn ra rộng khắp khiến nông dân bán đất và từ bỏ vườn tiêu mặc dù cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp của chính phủ ban hành đầy đủ nhưng khó có thể giúp doanh nghiệp thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính phủ cho doanh nghiệp chế biến sâu chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tình trạng liên kết trồng chéo của một số doanh nghiệp trên địa bàn gây ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp đã đầu tư liên kết trước đó và phá vỡ niềm tin giữa doanh nghiệp và nông dân ảnh hưởng đến vấn đề quy hoạch quản lý tại địa phương. Trước thực trạng trên tại các tỉnh, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ có báo cáo bộ các vấn đề liên quan như kiến nghị của địa phương bao gồm vấn đề giống, hỗ trợ tiếp cận cho các dự án phát triển chế biến tiêu của các địa phương, hỗ trợ địa phương thực hiện đánh giá nguồn đất, đồng thời định kỳ trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tại địa phương. Về công tác thống kê, cập nhật số liệu, hiệp hội sẽ phối hợp với địa phương để tổ chức khảo sát nhằm giảm sự khác biệt về nguồn số liệu dựa trên đánh giá của doanh nghiệp và công bố của địa phương phối hợp với sở huyện cập nhật thông tin đến hội viên về nhu cầu liên kết của địa phương tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ tại địa phương để đạt liên kết hiệu quả tránh gây khó khăn cho chủ trương liên kết và quản lý tại địa phương